Nhớ Yên không ơi, Yên nghe lò rồi đó. Mua thuốc chẳng tôi đánh mua đi. Để mua thuốc cho nó, rồi cho nó bầu sáng tối với lại là 10 ngày sau hay là 7 hoặc 10 ngày sau là đi liên tục trong 1 tháng nha chị. Khi nào đỡ thì nó giãn, khi nào đỡ thì tháng đi thì làm này. 7 ngày đến 1 tuần mới mới đi liên tục trong 1 tháng. Khi nào mà em đỡ rồi thì giãn ra nửa tháng hoặc tháng đi làm. Cái mặt nó nhìn mũi này chị mà dắt đi trẻ quá là mấy cái mụn nó viêm quá sao bị đổ hết đổ hết mặt thì đau được á, yên nè.
Đi mua bọn cậu hai này nhé. Sớm mà chị không đau mà chị để cho lên hồng bọc đó là cố chịu không nổi đâu, hồng bọc nó nặng đâu. Nhà chị mai ta phải chiều dài, chị đâu có chiều nhà, chiều con lấy. Nên mình lau gì đó. Lau này. Thì năm này nó không cần đâu. Sáng nó chiều dài rồi đó. Kệ nó qua nó nhỏ lắm. Ủa,
em đi chùi dưới dương đúng không? Đi tháng là đỡ rồi.